Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 3, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục phối hợp cùng với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp khám nghiệm hiện trường vụ án mạng do kẻ ngáo đá gây ra tại căn nhà hoang ở xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, Võ Văn Dầu 21 tuổi ngụ tại xã Hàm Thắng cùng với Phạm Văn Son 23 tuổi ngụ cùng xã rủ nhau chơi ma túy đá trong một căn nhà hoang ở địa phương này. Trong lúc chơi ma túy, Dầu bất ngờ lấy dao đâm vào Son. Mặc dù cố gắng thoát khỏi căn nhà, nhưng vết thương nặng đã khiến cho nạn nhân ngã gục rồi chết. Sau khi gây án, Dầu chạy về nhà, cách hiện trường vụ án khoảng 50m cầm dao đóng cửa cố thủ. Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động nhiều lực lượng đến bao vây căn nhà thuyết phục Dầu đầu thú nhưng không thành. Khi lực lượng công an dùng lá chắn áp sát dồn Dầu vào một góc tường, thì người này lấy dao đâm qua kẽ lá chắn trúng vào mắt một thiếu úy cảnh sát gây thương tích nặng. Dầu đã bị khống chế sau nhiều giờ cố thủ. Ngày 4 tháng 3, Công an tỉnh Bến Tre đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ đánh nhau, làm cho một người chết do mâu thuẫn trong lúc nhậu. Nạn nhân là anh Võ Minh Huy, 28 tuổi, ngụ tại xã Lương Hòa, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Trước đó vào tối ngày 3 tháng 3, Huy cùng nhóm bạn của mình cùng tham gia tiệc nhậu tại nhà ông Huỳnh Văn Thanh, trong đó có Dương Văn Lợi, 39 tuổi ngồi chung. Sau khi nhậu và hát karaoke, Dương Văn Lợi xảy ra mâu thuẫn với một số người trong bàn nên dẫn đến xô xát đánh nhau bằng vỏ chai bia và dao tự chế. Vụ ẩu đã làm Dương Văn Lợi và Võ Minh Huy cùng bị thương nặng, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương nặng, Huy đã tử vong sau đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ.